Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Ở trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm một cấu hình PC làm sao mà nó có thể vừa chơi game ngon, vừa mang tính chất thẩm mỹ cao nhưng mà mức giá sẽ bị giới hạn ở mức là 19 triệu đồng. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Đối với nhiều bạn thì một bộ PC nó không chỉ có cấu hình cao để phục vụ cho nhu cầu chơi game hay là làm việc cá nhân của mình, nhưng mà nó sẽ còn phải có tính thẩm mỹ cao một chút để nó mang tính chất trang trí cho góc làm việc hay là góc gaming. Vậy với 19 triệu đồng chúng ta sẽ có thể build được một bộ PC như thế nào để nó vừa mạnh mà lại vừa đẹp? Thì đương nhiên những linh kiện của nó sẽ phải mang trên mình là LED RGB để mang tính chất thẩm mỹ tốt nhất có thể. Mà nếu như nó không có LED RGB thì nó cũng phải có thiết kế hầm hố một chút. Rồi là những linh kiện chơi game của nó sẽ phải có hiệu năng cao một chút, bởi vì dù sao mục đích chính của chúng ta vẫn là chơi game. Đầu tiên là CPU, đương nhiên chúng ta sẽ lựa chọn là Intel Core i3 8100, một trong những CPU đang được săn lùng rất nhiều hiện tại vì mức giá rẻ mà hiệu năng lại quá cao so với cả mức quy định. Chỉ cần 3 triệu đồng thôi, các bạn đã có được một CPU 4x4 luồng, mà trong khoảng 1 năm trước thì các bạn chỉ có là 2x4 luồng thôi. Cái lợi của 4 nhân thực là các bạn có thể chơi game tốt hơn, tận dụng sức mạnh từ cả đoạn tốt hơn. Nó hoàn toàn có thể cân được cả GTX 1080. Chỉ để chơi game thôi thì i3 8100 cũng đã là khá đủ cho các bạn rồi. Để đảm bảo được là hiệu năng chơi game của bạn sẽ tốt nhất có thể thì card đọa sẽ được lựa chọn là GTX 1060 bản 3GB, một trong những mẫu card đọa được những diễn đàn công nghệ nổi tiếng trên thế giới là có mức hiệu năng trên giá thành tốt nhất hiện tại. Nó vẫn yếu hơn là GTX 1060 bản 6GB đôi chút, bởi vì dù sao đây cũng là phiên bản cắt giảm của nó, nhưng đổi lại là các bạn sẽ có một giá thành rẻ mà hiệu năng chơi game thì quá ngon trong tầm giá. Về hiệu năng chơi game, mình có thể nói thẳng luôn là nó hoàn toàn có thể cân được tất cả game hiện nay ở mức là high setting, có nghĩa là nó sẽ ở dưới mức max setting một bậc. Có những game nó vẫn có thể chiến được ở max setting tốt, như kiểu như là những game esports, những game offline không phải sinh ra để đốt cấu hình, kiểu như là Far Cry hay là Rise of Tomb Raider. Còn PUBG nó sẽ đáp ứng được ở mức là max setting, nhưng mà FPS của các bạn sẽ hơi thấp một chút. Còn muốn có một trải nghiệm tốt nhất có thể, các bạn nên để ở mức là high setting mà thôi. Về bom máy chủ, đương nhiên chúng ta vẫn sẽ lựa chọn theo tiêu chí, đấy chính là ngon, bổ, rẻ. Và bom máy chủ được mình lựa chọn ở đây, đấy chính là bom máy chủ Arok B360 Gaming K4, một trong những bom máy chủ mắc ping trong dòng chipset là B360. Về mặt công nghệ và hiệu năng của nó như thế nào thì các bạn có thể tạm gác qua một chút, bởi vì chắc chắn nó sẽ dư sức đáp ứng cho các bạn. Nó chỉ thiếu duy nhất một tính năng mà các bạn không có, đấy chính là Epson mà thôi. Đối với i3-8100 thì nó cũng không quá quan trọng đâu. Điểm quan trọng nhất mà Hà Nội Computer lựa chọn bom máy chủ này đấy chính là nó có một thiết kế rất đẹp, giáp IO tản VRM đầy đủ, nó còn có cả LED RGB trên bên luôn. Nói chung trong tầm giá của nó thì khó có một bom máy chủ nào có thể đẹp hơn là Arok B360 Gaming K4. Với tổng mức chi phí đầu tư là khoảng 19 triệu đồng thì mình nghĩ 8GB RAM là đã quá đủ cho các bạn để chơi game rồi. Với 16GB RAM nó sẽ tốt hơn nhưng mà nó sẽ hơi tốn kém đấy. Để đảm bảo tính thẩm mỹ mà giá thành tốt nhất có thể thì mình đã lựa chọn RAM ở đây là RAM của Antec Memory RGB. Cái quan trọng là cái RGB ấy, nó sẽ làm cho hệ thống của các bạn lung linh hơn rất nhiều. Main đã có LED RGB rồi, rồi cộng thêm cả RAM cũng có LED RGB luôn thì nó đã quá là rẻ trong mức giá 19 triệu đồng của các bạn. Với mức giá của SSD đã quá rẻ như là thời điểm hiện tại thì chả việc gì mà chúng ta sẽ phải lựa chọn ổ cứng cơ. Và ở đây mình đã lựa chọn cho các bạn đấy chính là ổ cứng SSD SATA 3 dung lượng là 240GB. Khi cài Win, cài phần mềm hay là cài game, trải nghiệm của các bạn sẽ mượt mà và nhanh hơn rất nhiều. Nó không xảy ra hiện tượng IAC hay là thời gian load tác vụ bị kéo dài nữa. Với những game thủ thì việc được trang bị một ổ cứng SSD SATA 3 là rất ngon. Tuy nó không có dung lượng nhiều như là những ổ cứng cơ thông thường, nhưng mà 240GB theo như mình đánh giá thì nó cũng đã là quá đủ để cho các bạn chơi những tựa game online và một ít tựa game offline rồi. Để cân một cấu hình như thế này thì các bạn sẽ cần một bộ nguồn khoảng tầm là 500W. Và ứng cử viên sáng giá ở đây đấy chính là Anderson Venus 500W. Nó giống như là những bộ PC gaming đồng bộ của Hà Nội Computer. Nó vẫn có thể cân tốt cấu hình này, và sau này các bạn còn nâng cấp thêm những linh kiện nữa thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Chỉ cần các bạn đừng nâng quá tay lên là 1080 Ti là được rồi. Những linh kiện mà chúng ta lựa chọn vừa rồi rất đẹp và mạnh đúng không? Nhưng mà với những linh kiện này mà chúng ta lại cắm tản nhiệt stock vào thì nhìn nó sẽ rất là chuối đúng không? Thì mình nghĩ ở đây chúng ta nên gắn một hệ thống tản nhiệt nước custom vào, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. À mà câu này sẽ là hơi dư, bởi vì tản nhiệt nước custom thì đương nhiên là nó sẽ đẹp rồi.
chắc là chúng ta sẽ chơi mạnh tay hẳn là bộ Freezimod Elite RGB luôn đi. Nó vừa là tản nhiệt đất custom, vừa có LED RGB để tạo tính đồng bộ với cả những linh kiện mà chúng ta lựa chọn nãy giờ. Với hệ thống tản nhiệt đất custom thì có vẻ như là nó sẽ hơi dư với cả i3-8100, nhưng mà khi nhìn vào tính thẩm mỹ của nó, các bạn sẽ không thấy dư đâu, mà các bạn sẽ thấy nó rất đáng đồng tiền bát gạo. 19 triệu mà toàn linh kiện RGB này, rồi cả hệ thống tản nhiệt nước cũng là RGB luôn, thì đây là một món hời quá lớn mà Hanoi Computer đã dành tới cho các bạn. Với 19 triệu đồng, các bạn mà tự build ấy thì sẽ rất khó để có thể có được một bộ PC vừa đẹp mà vừa mạnh như này. Mình hoàn toàn có thể nói là các bạn không thể nào mà tự build được luôn. À còn vỏ cây nữa thì cái này sẽ dễ lựa chọn hơn, bởi vì sự lựa chọn chắc chắn sẽ là vỏ cây Fiber X7, một trong những chiếc vỏ cây được rất nhiều người lựa chọn bởi vì thiết kế đẹp cũng như là mức giá tốt của nó. Trong tầm giá của Fiber X7, các bạn sẽ khó để có thể tìm được một chiếc vỏ cây nào khác mà nó vừa rộng vừa lắp được nhiều loại main mà có thể lắp được nhiều quạt nữa. Hơn hết, nó bên cạnh sẽ có kính cường lực này, rồi là phong cách thiết kế của nó cũng giống như là những chiếc vỏ cây của Corsair cao cấp. Đã có đầy đủ tất cả những linh kiện vừa đẹp vừa mạnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại bộ PC này sau khi đã hoàn thành nhé. Về mặt hiệu năng của bộ PC này như thế nào thì mình sẽ dành cho một video sau, bởi vì dù sao thì thời lượng của video này cũng đã khá là dài rồi. Và trong video sau mình cũng sẽ nói thêm với các bạn đấy chính là lợi ích của việc sử dụng tản nhiệt nước custom trên vi xử lý Intel Core 3-8100 là sẽ như thế nào. Mà có vẻ như là việc tách ra một video riêng về mặt hiệu năng thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chém gió với các bạn về mặt hiệu năng của PC. Tạm thời chưa xét về mặt hiệu năng thì với 19 triệu đồng các bạn đã có được một bộ PC rất là đẹp. Qua đoạn highlight vừa rồi thì các bạn có thấy là độ đẹp của bộ PC này đã như thế nào rồi. Với 19 triệu đồng các bạn đã có được một hệ thống PC có những linh kiện là có LED RGB này. Rồi ngoài ra các bạn còn có cả hệ thống tản nhiệt đất custom của Freezimod Elite RGB luôn nhá. Tản nhiệt đất custom mà có LED RGB luôn. Thì các bạn đã, thực sự các bạn đã có được quá nhiều thứ ở trong bộ PC này, một bộ PC cực kỳ đẹp. Còn về mặt hiệu năng thì mình có thể chém gió qua một chút, đấy chính là với combo là i3-8100 và GTX 1060 bản 3GB thì các bạn hoàn toàn có thể chơi được tất cả game hiện nay ở mức là 2 setting trở lên. Có thể có những tựa game mà các bạn để max setting các bạn sẽ không chơi được, nhưng mà đẩy xuống 2 setting chắc chắn các bạn sẽ chơi được. Thực sự là đã quá ngon trong tầm giá 19 triệu đồng rồi. Vậy ý kiến của bạn như thế nào về bộ PC này thì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.